Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Trong video ngày hôm nay, Tiến Dũng test và xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hai mẫu âm ly đàn ông dòng Super Audio hàng bãi nội địa Nhật vừa cập nhật tại shop. Đó là đàn ông 2000 và 1500 R 25 mã. Chúng ta sẽ cùng test một đoạn nhạc, sau đó Tiến Dũng sẽ giới thiệu chi tiết về các sản phẩm này. Mọi nhu cầu mua sắm quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên màn hình. Đường vào nhà em qua lối nhỏ ngập lá mây, mỗi đô gian hoa leo quanh nhà khoe nở tím. Nàng thường cài hoa lên trên mái tóc nhung tơ, nguyện cầu cho hai đứa sẽ chẳng bao giờ cách chia. Rồi thời gian. Đó là những âm thanh rất tuyệt vời của chiếc âm ly đàn ông PMA 1500R 25 mã. Đây là dòng nghe nhạc chuyên nghiệp, dòng Super Audio, âm thanh chất lượng cao. Mẫu âm ly đàn ông này thì cũng vừa về hai chiếc với tình trạng còn dây nguồn zin và catalo zin theo máy. Đây là dòng Super Audio, âm thanh chất lượng cao rất đáng chơi của thương hiệu đàn ông. Hai chiếc này hàng đấu mạng về trực tiếp từ Nhật. Với size ngang 43cm, máy sử dụng 4 sò 1 phét công nghệ Ultra High Mode độc quyền của đàn ông. Dòng PMA là dòng chuyên dùng để nghe nhạc. Chúng ta có thể kết hợp thêm vang vào để hát karaoke. Hai chiếc này còn dây nguồn zin và catalo. Sách hướng dẫn sử dụng. Với tình trạng zin nguyên bản tuyệt đẹp. Từ A đến Z. Điện 100V công suất nguồn là 250W. Chúng ta có thể chơi được hai cặp loa từ 8 đến 16 ohm. Với tình trạng zin nguyên bản tuyệt đẹp, các giắc kết nối còn vàng óng. Máy này có xuất ra cổng rời out, chúng ta có thể kết nối loa sub vào đây. Quý vị có thể kết nối thêm một chiếc vang vào đây để hát karaoke. Đây là đối tác rất tuyệt vời cho các dòng loa Bose, các dòng loa Sennheiser, Pioneer, JBL tầm bass 30cm đổ lại, tiếng rất tốt. Thì chúng đang phối ghép với cặp loa Bose với mức giá loa Bose chỉ 13 triệu màu đen và 16 triệu màu vàng. Chiếc âm ly đàn ông PMA 1500R 25 mã thì giúp phục vụ với tình trạng zin nguyên bản tuyệt đẹp, mức giá chỉ 13 triệu. Phía bên đây là đàn ông 2400 mã, mức giá 20 triệu. Chiếc này cũng vừa về tại shop ngày hôm nay. Shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn cũng là đại lý chính thức của những chiếc đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao 32 bit. Những chiếc này cho âm thanh rất tốt, chúng ta có thể thay thế hoàn toàn cho những chiếc đầu băng, đầu đĩa thông thường. Quý vị có thể truy cập trang web chính thức tiendungaudio.com để xem thêm rất nhiều các sản phẩm audio